Thưa sư, cho con hỏi, khi mình bố thí cúng dường, trì giới, hành thiền, rải tâm từ mà mình không cầu phước báo vật chất mà cầu chấm dứt sanh tử luân hồi, thì phước báo về vật chất có đến và phát sanh với mình không? Nó giống như một cái nói thế nào đây? Một cái người mà họ một cái đứa học sinh giỏi, nó chỉ quan tâm cái việc là nó đạt được hạng mấy ở trong lớp, rồi đạt được hạng mấy ở trong trường thôi. Tức là mục tiêu của nó chỉ nằm trong ba thứ hạng đầu của lớp hoặc là ba thứ hạng đầu của trường thôi, chứ mục tiêu của nó không phải là cái chuyện mà lên lớp. Thì theo quý vị, một cái đứa mà nó không đặt mục tiêu là học để lên lớp mà như thế, nó có lên lớp hay không? Đương nhiên là nó sẽ được lên lớp. Bởi vì cái mục tiêu mà vô cái top đầu á, nó khó hơn rất là nhiều so với cái chuyện là mục tiêu chỉ lên lớp là đủ xài. Cho nên cái chuyện nó lên lớp được là cái chuyện đương nhiên. Hoặc là một cái người công nhân thì họ ráng để họ làm để mỗi tháng là có tiền để ăn mì gói. Xin thưa là cái này trong thời kỳ khổ thì đó là một cái mục tiêu của rất nhiều người. Nhưng mà có người á, cái mục tiêu của họ là tháng này tôi làm sao đó để tôi trong năm nay ráng để mua để xây thêm một cái chi nhánh nữa ở Bắc Mỹ chẳng hạn. Thì theo quý vị, một cái người mà đang nói là họ làm ăn bình thường chứ họ không phải là họ nổ nha, chứ không phải họ buôn bán vũ khí đâu. Đó, cái người mà với cái mục tiêu gọi là nó cao cấp hơn như thế, cái chuyện mà họ ăn có ăn mì hay không á, họ có quan tâm không? Cũng không có quan tâm. Mà nếu như hôm nào á, tự nhiên hôm nay thèm ăn mì quá, làm sao giờ ta? Bắt cái điện thoại lên, bấm cái alo. Con làm tô mì cho chú, con làm tô mì cho cô nghe. Nó làm thì tự nhiên có đứa nó làm luôn. Mì hải sản là có hải sản, mì tôm là có tôm, chứ phải mì tôm không có tôm vẫn gọi là mì tôm nghe. Đó, tức là khi mà cái mục tiêu mình nó đặt nó cao hơn thì những cái thấp ở dưới tự nhiên mình có. Khi tu tập cũng vậy, quý vị làm tất cả các công đức hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì dù cho quý vị không có lòng hưởng dục thì nó vẫn cho các cái quả báo về các cái lạc thú thế gian. Đương nhiên nếu mình không có lòng hưởng thì thôi, chứ nếu như mà còn thèm thì cũng sẽ được hưởng. Như trường hợp của bà Visakha đó, thì bà vẫn còn thích cái dòng sanh tử luân hồi, cho nên là bà vẫn sanh về cõi trời, rồi bà còn sẽ xuống lại cõi người, nhưng mà xuống với tư cách là một vị chuyển luân thánh vương. Thì đó, khi mình đặt cái mục tiêu nó cao thì cái mục tiêu cái thấp á, tự nhiên có, chứ không việc gì phải lo lắng ha.